Đấu trường Ngôi Sao đã đi đến đêm tranh tài cuối cùng, đêm chung kết xếp hạng. Vị đội trưởng nào sẽ cùng với những nghệ sĩ khách mời của mình giành vị trí cao nhất mùa thứ 3? Những màn biểu diễn đầy ấn tượng đến từ đội trưởng Quách Thành Danh cùng Mai Quốc Huy và Nguyễn Phú Quý. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta. Đội trưởng Long Nhật cùng Trúc Nhi và Y Linh. Ba chị em là ba miền, nhưng tình thương được nối liền, gặp nhau bên trời biển đông thắm duyên. Đội trưởng Dương Hồng Loan cùng Chi Trần và Hồng Mơ. Qua bao cuộc đổi thay, mãi nhớ cho đời bài tình ca đỡ thương là. Đón xem đêm chung kết xếp hạng Đấu trường Ngôi Sao mùa 3 vào lúc 21 giờ thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Phát lại vào lúc 13 giờ thứ Năm ngày 28 tháng 12 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.